Em thì chưa trải qua mối tình nào hết, cũng chưa có ai tỏ tình gì với em hết. Thiệt hả bé? Dạ em thiệt, nhiều khi em cũng nghĩ là cũng không biết tại sao, nhưng mà là như vậy. Trước giờ em chưa một lần nào rung động thật sự. Dạ chưa luôn chị. 26 tuổi mà chưa rung động lần nào em hả? Em có đi chơi riêng với bạn trai lần nào chưa? Dạ chưa luôn chị. Dạ em chỉ có nhà mẹ thôi. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư cùng bạn nữ bên cạnh ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Xuân Nghĩa. Năm nay em 26. 26, làm công việc gì Nghĩa? Dạ, hiện tại em đang là dẫn chương trình trên đài truyền hình ạ. Ồ, làm MC đó hả? Nhà đồng nghiệp. Quê mình ở đâu? Dạ, em đến từ Bình Định ạ. Dạ, hiện tại thì em ở chung với chị ruột của em ạ. Dạ, ở quận Tân Bình. Tân Bình. Rồi, bây giờ mời bạn nữ giới thiệu về bản thân mình. Dạ, em xin chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia. Em tên là Hồ Trần Thiên Thanh, năm nay em 26 tuổi và em đang làm trợ lý giám đốc ạ. Em ở quận mấy? Dạ, em ở quận Bình Thạnh ạ. Rồi. Ưu điểm của em là gì Thanh? À, dạ, ưu điểm của em là sống tình cảm, biết quan tâm tới mọi người. Em cũng biết nấu ăn nhưng mà cũng không hẳn là giỏi lắm. Em là người khó mở lòng. Nếu như mà một người mà em cảm thấy là em không đủ tin tưởng thì em sẽ ít chia sẻ và ít nói chuyện. Còn bạn nam? Em không có hút thuốc, biết nhậu nhưng mà không có nhậu nhiều thôi. Dạ, và không cà phê. Và nhược điểm thì em rất là nhút nhát với những người bạn mà em có cảm tình với họ. Tức là những người bạn gái á. Ví dụ như em mà có cảm tình với họ thì em rất là nhát. Cảm tình là thoải mái đúng không? Dạ, còn không có cảm tình thì đẹp. Để gặp cô kia có nhút nhát không nha? Dạ, đẹp như thế nào? Nhút nhát là có cảm tình đúng không? Dạ. Mình nói về tình duyên đi ha, nhà gái. Em thì chưa trải qua mối tình nào hết, cũng chưa có ai tỏ tình gì với em hết. Thiệt hả bé? Dạ em thiệt, nhiều khi em cũng nghĩ là cũng không biết tại sao, nhưng mà thực sự là như vậy. Trước giờ em chưa một lần nào rung động thật sự. Dạ chưa luôn chị. 26 tuổi mà chưa rung động lần nào em hả? Em có đi chơi riêng với bạn trai lần nào chưa? Dạ chưa luôn chị. Dạ em chỉ có nhà mẹ thôi. Có người nào nắm tay em chưa? Dạ chưa luôn anh. Có người nào vô tình đụng tay với em chưa? Ừ dạ chắc cũng chưa. Ừ. Dạ anh. Em có coi phim tình cảm không? Dạ có. Có cảm xúc gì không? Ờ dạ thì thấy cặp đôi người ta hạnh phúc thôi chứ. Em có thấy người ta hôn nhau chưa? Dạ có rồi. Lúc đó cảm giác em sao? Ờ dạ chắc cũng ngại. Ngại thôi hả? Ủa vậy là sao ta? Tại mình không mở lòng hay là tại vì là... Dạ không, em nghĩ là chắc là do môi trường của em. Ví dụ là lúc mà em đi học thì em chỉ lo em học, xong rồi lúc mà đi làm chỉ toàn nữ với nhau thôi nên là em cũng không tiếp xúc với nam. Có đâu, ta cũng vậy y như em, người ta vẫn có tình cảm với một chàng trai nào đó, người ta vẫn cảm xúc trước một cái hình ảnh nào đó, còn em hình như không có cảm xúc gì trơn á. Có ai nói em bị Dạ không có, em vẫn thích con trai. Thích không? Dạ thích. Em nghĩ là bây giờ mình cũng lớn rồi nên là em cũng muốn là có gia đình, với lại mẹ cũng mong là mẹ có con rể, có cháu để mẹ vui, tại vì mẹ em cũng lớn. Kỳ ta không, cô gái cũng xinh đẹp cũng thế này mà không có chàng trai nào tỏ tình là sao ta? Dạ em cũng không biết nữa anh. Em có giữ không? Dạ không, em hiền lắm, em đâu có giữ đâu. Em chỉ mong là mình có một tình yêu duy nhất rồi cưới luôn, tại vì em sợ là yêu xong rồi chia tay thì em sẽ cảm thấy đau khổ. Sai rồi bé ơi, trời ơi. Làm như thế giới còn có một cô này thôi. Đúng, chính xác. Thế giới quá đáng, thành phố Hồ Chí Minh chắc còn mình em. Quan điểm tình yêu của chị là như vậy ha. Dạ. À, tình yêu giống như là một bữa tiệc buffet. Rồi. Trên đó có rất nhiều món. Thì hãy bình tĩnh bước vào một bữa tiệc buffet và chọn ăn từ từ từng món một. Đừng dại dột bước vào buffet chọn cơm chiên ăn liền xình bụng no. Sai nha. Chọn ăn nhiều món từ từ và sau đó mình cảm thấy món nào ngon nhất, mình thích nhất, hãy chọn món đó là món chính, món cuối cùng và ăn thật nhiều vào. Đó thì tôi mới nghe quan điểm tình yêu như bữa buffet vậy đó. Thì nếu cho nhẹ nhàng tình yêu cũng vậy. Sao thì em nói tình yêu giống như buổi đám giỗ đi. Trời ơi quá đáng. Mình hãy thử biết được nhiều cảm xúc cung bậc của tình yêu và lúc đó mình mới chọn là chính xác. Em có cô bạn thân là nữ nào không? Dạ cũng có bạn thân. Có nào bạn thân hỏi em không? Tại vì bạn thân của bé giống em nên. Vậy cái mẫu người đàn ông lý tưởng mà em mong muốn là gì? Dạ em muốn là bạn nam đó cao từ 1m7 trở lên. Là một người chín chắn, biết quan tâm. Ừ.
không gia trưởng, không hút thuốc, không nhậu nhẹt quá nhiều. Với một cô gái 26 tuổi như em, chưa kinh nghiệm nào khi yêu, thì khi một người ta mà tiến tới với em á, người ta cũng sẽ hết sức là hồi hộp á, đúng không anh? Đúng rồi. Chưa yêu lần nào mà. Em nghe bạn chia sẻ rồi đó, bạn là sống dạng như là một cô gái ít khi bước ra cái ngạch cửa, rất truyền thống, khép kín, thì em cảm thấy như thế nào? Nó có hợp với em không? Cái cách nói chuyện của bạn á rất là cởi mở, có nghĩa là nội tâm của bạn ấy vẫn là một người rất là hòa đồng, rất là vui, chứ không phải là cứ đi về, có nghĩa là bạn đó không muốn chia sẻ với ai thật ra. Đúng. Trong những lời nói bạn ấy, em cảm nhận được là cái tâm sự của bạn ấy rất là nhiều, nhưng mà bạn chưa tìm được một cái người đồng cảm thôi. Thì em nghĩ vậy. Em cũng giống vậy luôn á chị. Tức là em đi làm về xong cái là em ở không là em ngủ rồi, chứ em không đi chơi đâu hết trơn á. Em có mấy mối tình rồi? Dạ cũng chưa anh. Trời ơi. Ủa? Em nhiêu tuổi rồi em? Dạ em 26 luôn. Anh cũng hỏi những cái câu y chang như nãy luôn. Nếu nói em thích, em rung động thì có chứ anh. Em thích gái 100% mà. Gần đây em có tỏ tình với một bạn thì họ chưa gọi là tỏ tình anh, chỉ mạnh dạn hơn là em nhắn tin thôi. Nhắn tin sao? Nhắn tin hỏi thăm rồi anh. Hỏi thăm mà đâu phải tỏ tình. Em chỉ hỏi thăm để xem là người ta có cảm tình lại với mình không. Mời đi xem phim hay là mời đi gì đâu đó thì bạn ấy lại xa lánh hơn xíu. Dạ. Em có bạn thân không? Dạ có. Thân là con trai hay con gái? Dạ con trai ạ. Ê. Em với bạn thân em có đi chơi với nhau không? Có hai đứa có đi coi phim. Dạ không ạ. Khi nào hai đứa cần tâm sự cái gì đó hay là cần trao đổi về gì đó tâm thì tâm sự luôn hả? Hai đứa bạn thân tâm sự tâm sự. Dạ ngồi thì, chung hay ngủ về chung việc, hay về công việc về cuộc sống? Dạ ngủ chung bình thường anh. Bạn thân mà. Bạn thân luôn. Dạ ngủ chung luôn. Hai đứa ngủ chung có ôm nhau ngủ không? Giỡn thì có anh. Sinh viên thì lúc đó tụi em cũng vô tư thì giỡn chụp hình rồi làm câu like đó anh. Em dạ. Nhưng mà em thật sự thích con gái mà đúng không? Dạ thiệt chị, thiệt. Chưa chắc nó chưa có thích ai mà nó chú. À, không, đúng, em rung động với con gái có anh, có rung động con gái rồi. Nó chỉ nhắn tin chưa có yêu đương gì luôn. Dạ thì anh chưa. Anh chỉ kiểm tra dùm đàn gái thôi. Bởi bây giờ tôi nói cũng khó nhìn ra lắm. Tôi hơi nghi ngờ chút xíu. Mình sẽ hỏi thăm người thân xem sao. Em hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ với cô, chị với lại mấy bạn. À mẹ, cô, chị và mấy bạn. Dạ xin chào đàn gái nhà mình. À, dạ. Chào đàn gái. Chào MC Quyền Linh với lại Nam Thư. Dạ. Tôi là mẹ của Thiên Thanh. Con ở Bình Định thì nhà con là ở ngoài đó, vậy con ở trong đây với ai? Dạ hiện tại thì con ở trong này ở trọ với chị con ạ. À như vậy gia đình con đông anh em không? Dạ có ba chị em, con là giữa. Cái chuyện tình cảm con có nghiêm túc không? Con có thích là dạ. Cũng quen một người bạn gái là con sẽ lâu dài hay là con chỉ thích hẹn hò? Dạ con cũng giống như là suy nghĩ của cô với của bạn là con thích quen một mối tình nào đó, mình tìm hiểu mà cảm giác hợp nhau rồi á thì mình mới đi đến quen chính thức thì mình sẽ lập gia đình luôn. Đàng hoàng đó cô. Dạ chính thì, chắn lắm á. Thôi cô thấy là lên đây cũng là một cái duyên rồi, có sự rung động á thì cứ cho nhau một cơ hội. Dạ. Rồi, dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô ạ. Rồi Nghĩa đi với ai? Dạ em đi với chị ruột của em và bạn thân ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào em Thanh và con chào cô ạ. Em là chị của Nghĩa. Con xin khẳng định với cô là em Nghĩa là một người rất là có lập trường và bản lĩnh. Sau khi mà Nghĩa tốt nghiệp đại học y dược xong thì Nghĩa phát hiện là Nghĩa đam mê về nghệ thuật, cho nên là Nghĩa bước hẳn sang về nghệ thuật luôn. Anh chị, bạn bè, cô bác, rất nhiều người đã khuyên Nghĩa, nhưng mà Nghĩa vẫn quyết định đi theo con đường đó. Và khi Nghĩa mà đi theo con đường đó thì bạn luôn có một cái kế hoạch cho tương lai của bạn từng năm, từng tháng, và bạn theo đuổi kế hoạch đó, chứ không phải là bạn thích làm hôm nay làm cái này, mai làm cái khác. Ở đây là bạn thân của Nghĩa, bạn này bạn có gia đình rồi, bạn có vợ và vợ sắp sinh rồi. Cũng có ăn ngủ chung nhưng mà không có gì hết anh Linh nhé. Ủa bạn sắp sinh rồi hả? Vợ của bạn vợ sắp chứ. Sinh. Nó bạn sắp sinh không mệt. Dạ vâng ạ. À, rồi, là xin phép nói về bạn nữ. Chị rất là ấn tượng với em. Ha, một cô bé rất là thùy mị, dễ thương, nói chuyện rất là điều độ, cá tính, nhẹ nhàng. Cho nên nếu mà hai em cảm thấy mình có duyên với nhau thì mình cũng có thể mình tìm hiểu thêm. Cho gặp dạ. Bạn thân chút xíu. Dạ vâng. Em chơi với Nghĩa mai bao nhiêu năm rồi? Dạ em quen Nghĩa ra từ năm cấp 2, từ năm lớp 7. Hai đứa học chung lớp rồi lên cấp 3 cũng chung.
Rồi bắt đầu vô sinh viên, thời gian ở chung với nhau. Rồi sau đó đứa ở nơi. Em lấy vợ trước nhưng để bản thân em không có người yêu là sao? Chắc do cái giai đoạn hai đứa ra ở riêng. Cái buồn quá, cái đi lấy em... vợ hả? Thôi, bây giờ mình thoải mái nói chuyện với nhau để tìm hiểu xem có phải một nửa yêu thương của mình hay không. Mở rào. Bắt đầu đi Nghĩa. Chào em. Hôm nay mình gặp ở đây cũng là một cái duyên. Anh cũng có món quà muốn tặng em. Yeah. Món quà này thì anh chuẩn bị cách đây 6 năm rồi. Yeah. Lúc anh còn sinh viên thì anh nghĩ là sau này nếu như mà gặp một người con gái nào đó mà mình có duyên, có cảm tình thì anh sẽ tặng món quà này. Thì anh đã giữ nó 6 năm. Yeah. Em tặng anh món quà, đây là hai cái cây và em cũng mong là sau này anh sẽ có một người bên cạnh và hai người sẽ gắn bó với nhau bền vững như là cái cây này. Yeah. Cảm ơn em. Mua món quà để 6 năm chờ hôm nay mới tặng. Không, em làm anh. Em làm. Em chỉ mua hai gói bông thôi rồi em về em tự dán ạ. Cứ mỗi năm em thấy cái gì mà thích cái em mua về em dán thêm. À. Là em dán luôn 500 đồng lên đúng không? Dạ, em thắt rồi em gắn lên ạ. À, em thắt lên em gắn. 6 năm qua đỡ tốn tiền tặng dễ sợ luôn. Thơm nhưng mà hồi xưa nó trắng lắm, để 6 năm mà xong nó cũng cũ. Cái màu đó cũng hợp với áo em lắm á. Anh nè. Rồi, bây giờ hai bạn mình à, hãy nói về cảm nhận của nhau khi mà lần đầu tiên gặp nhau. Dạ, chào anh. Tính em thì cũng hơi nhát á, nên là anh có phải là một người nói nhiều không? Tại vì nếu mà anh không nói thì em cũng không nói, là hai đứa cũng im lặng luôn á. Anh nói khi cần thôi. Ví dụ như em mà ít nói hơn anh thì anh sẽ nói nhiều hơn em một xíu để tạo không khí. Nhưng mà không có nói gì lố hay là quá đáng đâu. Dạ. Yên tâm. Dạ. Hai bạn chưa hẹn hò ai lần nào. Dạ. Bây giờ mình hãy lên kế hoạch hẹn hò cho mình đi nè. Hiện tại thì thời gian của anh còn rảnh cũng khá là nhiều. Công việc thì anh lên đài anh quay ban ngày thôi. Nhưng mà quay cũng rất là nhanh. Và khoảng 15 phút là một số rồi. Vậy một ngày em quay mấy số? Dạ, hiện tại một tuần em được có 3-4 số thôi. Anh có nghỉ thứ bảy chủ nhật không? Chủ nhật thì anh thường hay bận. Buổi tối thì thường rảnh rất là nhiều. Dạ, thường khoảng... buổi tối em cũng rảnh. Cho nên mình có thể có nhiều thời gian để tìm hiểu hơn. Mình tìm hiểu ở đâu? Qua điện thoại. Cụ thể là ví dụ mình đi coi phim. Dạ. Hay là đi chơi. Ví dụ như rảnh thì mình có thể đi xem phim hay là đi nói chuyện gì đó. Lâu lâu thì hứng lên, mình nổi hứng lên gì đó, ngẫu hứng á, thì mình có thể mình đi từ thiện hay là gì chẳng hạn. Nói chung là mỗi việc nó sẽ có một ý nghĩa riêng, rồi nó là không làm cho cái mối quan hệ nó trở nên nhàm chán. Dạ. Hai người chưa yêu nhau nói chuyện nghe bay bổng ha. Em muốn hỏi anh một điều là nếu như mà cưới nhau thì anh có thể ở rể được không? Ví dụ như mà gia đình em cần có người chăm sóc, cần có hai đứa con ở bên cạnh thì anh sẵn sàng. Có lý do thì hợp lý thì anh sẽ đáp ứng được. Tại vì anh cũng rất là dễ sống. Bây giờ thế này, em đứng lên đi Nghĩa. Đây, đứng đây. Nào, hai bạn nắm tay nhau. Nắm tay bên kia luôn. Em có muốn tặng quà nào đó, nhìn thẳng vào bạn gái và nói cái gì đó? Dạ, lúc ở ngoài cánh gà chờ vào thì em cũng có làm một bài thơ. Nói với bạn gái đó. Hôm nay bạn muốn hẹn hò, cốt là anh muốn thăm dò mạch sông. Nếu em là hạt là công, xin em cho anh làm chồng em nha. Với lại có chế một bài hát nữa. Thôi là lạ quá nha. Chế bài hát làm luôn. Dạ. Nhìn nhau, hai mắt nhìn nhau. Đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người, yêu trọn đời không đổi thay. Đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người, yêu thật lòng không đắn đo. Đêm tình đêm, anh nằm mơ, anh nhớ em, nhớ những lúc yêu thương ngọt ngào giữa chúng ta. Anh đợi chờ và cứ mãi đợi chờ. Em yêu ơi, đôi bàn tay anh em hay nắm,
Giật mình trong đêm, anh sẽ chìm thấy lôi ra. Sau lưng là bóng tôi. Tiếp luôn em, tiếp luôn cưng. Hay vậy? Em quên rồi chị. Không, dễ thương đó. Không, tự nhiên em nhớ mà sao giờ em quên rồi. Coi như có bồi hồi, có rồi là có rung động rồi đó. Hai bạn dễ thương lắm. Thật sự á, anh đã làm mai mối rất là nhiều. Anh thấy hai bạn rất là trong trẻo luôn. Hình như trong veo luôn á. Nắm tay chặt đi, chặt dạ, đi. Đúng rồi. Có cảm giác gì không? Dạ, cũng có. Cảm giác thế nào? Hồi hộp. Hồi hộp. Còn Nghĩa cảm giác thế nào Nghĩa? Em thấy ấm. Thấy ấm. Rồi, được rồi đó. Đút lui về ghế đi. Nhắm mắt lại. Chưa yêu lần nào, chưa nắm tay lần nào, chưa hôn lần nào. Nhưng đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Bởi vì các bạn nói đã yêu là cưới, và mối tình đầu cũng là mối tình cuối. Vậy thì kiểm tra thật chặt con tim của mình nha. Mời cặp đôi chưa yêu lần nào biết ra làm sao. Để hai tay vào nút bấm. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng hai đứa. Nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Dạ, con chào bác ạ. Và con xin chào gia đình bên bạn ngày hôm nay. Cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn gia đình mình đã tạo cho hai đứa con có duyên với nhau để được gặp nhau. Con cũng cố gắng để dành nhiều thời gian để chúng con có thể đồng cảm với nhau hơn, cũng như là hai gia đình sẽ có thêm con dâu ngoan chàng rể Thảo. Dễ thương lắm. Cầu mong những điều hạnh phúc tốt đẹp nhất sẽ đến với hai đứa. Và để đánh dấu cho cái ngày hôm nay thì chị nghĩ là hai bạn mình hãy hôn nhau để mọi người cùng chứng kiến, đúng không anh Linh? Đúng rồi. Xin phép mà bác đi. Đây là quy định của chương trình. Thật sự nếu ta bấm nút thì chuyện đó bình thường. Dạ thưa bác, thưa chị và quý vị khán giả, hôm nay thì em rất là vui. Hy vọng là con bác cho phép. Hôn môi, hôn môi, hôn em môi. Nghĩ là... Dạ thôi hôn má được rồi. Dạ, em nghĩ là hôn má. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Từ từ, từ từ. Nụ hôn đầu tiên đó, nó quan trọng đối với... Dạ. Đúng rồi đó em. Lần đầu tiên mà có hung chị xỉu ngay tại anh xỉu tại chỗ luôn. Nụ hôn đầu tiên. Cái má bên... Dạ bắt hình nhanh nhanh giùm em. Từ từ để nguyên, để yên nguyên. Để yên, để yên. Để yên nguyên. Nụ hôn đầu tiên nó lâu lâu xíu hít. Đâu có ra mày không? Không có thấy kìa. Kiến cắn anh, kiến cắn. Không có kiến ở đây. Tôi chưa thấy có đụng cái má gì chưa á. Rồi em cho. Dạ. Từ từ nha. Để yên, làm để lại yên. Đó. Để yên. Coi coi sát chưa? Vô anh... sát nữa, sát chút xíu nữa. Sát vô sát chút xíu nữa. Ấy, hãy mạnh mẽ lên trong tình yêu ha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn phần quà từ thương hiệu Vietsun Travel là một cặp vé du lịch Dubai trị giá 60 triệu đồng nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Vietsun Travel với hơn 15 năm kinh nghiệm tổ chức tour du lịch trong nước và quốc tế. Cùng Vietsun Travel tận hưởng giá trị cuộc sống. Phần quà dành cho hai bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên là một cặp nhẫn hẹn hò trị giá 2 triệu đồng. Và đặc biệt là một voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới trị giá 12 triệu đồng được tài trợ bởi thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, đây, xin gửi tặng các bạn. Dạ, cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Đây, món quà của bạn gái giữ lấy làm kỷ niệm nha. Sau 6 năm cũng đã có chủ rồi. Nhớ về tắm giặt cho hai con chó nha. Tắm giặt nha. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình. Dạ, em xin cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Quyền Linh, chị Nam Thư. Cảm ơn bác bạn gái đi. Cảm ơn anh ạ. Dễ thương hết sức. Thưa quý vị, chúng ta...